kệ, cái gì mình làm luôn luôn nó cũng có giá trị tinh thần nhất định đúng không? Hey, chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái trái tim cho vui các bạn. Thì hôm trước mình thấy trên anh họa sứ bonsai anh làm, mình giờ mình bắt chước làm theo. Mình làm được cái trái tim này. Xong mình sẽ cắm vô đây, đúng không? Mình sẽ chẻ nó ra, cái mình bung nó ra đây. Qua bên kia luôn. Giao mất tiêu rồi nên lấy tự làm. Mình sẽ lắc nó xuống. Ôi, làm được chán. Chào rồi sẽ không bệnh. Mình sẽ cột cái chỗ đó lại. Rồi. Cắm vô thôi coi. Vô bùng ra. Wow, thiếu nhiều dữ ghê. Rồi. Để làm đẹp cực lắm chứ bộ đúng không? Điều đó là phụ nữ hiểu nhất. Wow, chết cha, thiếu rồi. mình đã cốp cái trái tim nhỏ lên một tí, xong rồi mình đã đẩy nó vô luôn, đẩy vô đây, xong rồi mình sẽ lấy băng keo mình cột lại vào chỗ này nè. Có nghĩa hình như là mình làm bị lố tài rồi, tạo hình này đối với mình sẽ nó khó khăn quá. Có gì nhìn vô đây thấy trái tim nè, nhưng mà ở trên nó không thành trái tim thôi đúng không? Giờ mình sẽ cột cái này vô. À quên nữa, mình phải chét cái keo này vô. Đây là được một anh bạn chị. Đây là keo chống thấm. Mình cũng chưa có dùng keo bao giờ. Nhưng mà cái này nó chét vô nó không có giống như cái thằng keo mỹ tiến. Thằng keo mỹ tiến là nó có màu đỏ đúng không? Sẽ là trong suốt. Trời ơi rồi. Văn tài bay luôn. Giống như sữa vậy. À, nhìn giống như sữa vậy. Nhìn không có giống là giống như cái vết này nó bị cắt các bạn. Thì mục đích của cái keo này là chẳng qua là nó nước vô. Mua cái chai này xài tới già luôn. Đây con cháu chưa. Rồi, làm tiếp đây, bỏ này vô. Cái này mình cũng bắt chước theo anh đó, đó. Nhưng mà cái tay nghề của mình nó thuộc dạng là mẫu giáo. Mầm lớp lá chứ không phải là mẫu giáo. Nên là làm nhiều cái nó tào lao quá. Xong rồi mình lấy dây mình cột nó lại. Làm này có tào lao đừng chửi nghe, tại tôi ham vui trước làm theo. Đó. Cố định nó lại như vậy là chắc là được rồi. Không có chạy được. Này, từ đây đi xuống. Thank you.
Ok. Giờ kéo xuống nó là được. Nhưng mà cái chỗ này nó bị gãy rồi. Đây nè. Bây giờ mình sẽ từ từ nó sao vậy? Mình xuống luôn sẽ nó gãy luôn. Ây da. Xuống được rồi đó. Rồi. Mình sẽ băng luôn. Nói chung là muốn làm đẹp là phải chịu đau đớn. Dây chợ cho đừng sao. Thì ghê chưa? Cười rất là sảng khoái. Nhìn nó mắc cười. Bà con coi cho bà con chửi. Rồi, đẹp rồi đó. Giờ mình chờ nó thôi. Bẻ cái này cho nó ngay ra cái tay. Cái gì mình làm luôn luôn nó cũng có giá trị tinh thần nhất định luôn. Rồi mình đợi thời gian xong cái mình sẽ cắt cái đoạn này mình ghép. Mình cũng tào lao bà cố luôn. Rồi các bạn hãy thử đi nha. Chúc các bạn thật nhiều may mắn. Rất là nhiều may mắn. Rụng luôn, rụng cái bông luôn.